Liên Hoàn Phốt tại nhà hàng buffet nổi tiếng tại Hà Nội vừa bị tố đuổi khách phải xin lỗi, lại có khách đi cấp cứu sau khi ăn. Trên một hội nhóm có gần 900.000 thành viên, mới đây đã xuất hiện một bài chia sẻ về sự việc mà cô cùng với bạn trai vừa gặp phải. Theo đó, sau 4 ngày nằm viện cấp cứu thì cô mới có thể phản ánh sự việc này để cảnh báo cho tất cả mọi người. Cụ thể thì cô gái chia sẻ, vào khoảng 7 giờ tối thứ Bảy ngày 29 tháng 6 vừa qua, mình và bạn trai có ăn tại nhà hàng cơ sở Trần Phú. Chúng mình đã ăn nhiều món khác nhau như tôm, cua, bb, hàu, sashimi, nhưng chủ yếu là ăn tôm và bb. Tuy nhiên chỉ có mình ăn cua vì bạn trai mình không thích ăn, và khi ăn hàu nướng ở đây thì mình có ăn phải một con hàu có mùi thối. Sau đó trong sáng ngày hôm sau thì mình thấy đau bụng quằn quại từng cơn, miệng nôn chôn tháo, người thân đưa mình đến cấp cứu tại bệnh viện thì ban đầu xét nghiệm cho kết quả là nhiễm khuẩn đường ruột, lượng bạch cầu trong máu tăng lên gấp nhiều lần, bệnh viện yêu cầu mình nằm viện để theo dõi vì sợ gặp thêm biến chứng. Tính đến ngày hôm nay thì mình đã nằm viện 4 ngày, hàng ngày truyền liên tục kháng sinh và nước, phải làm thêm các xét nghiệm máu, X-quang, siêu âm và nội soi. Bạn trai mình thì không bị nặng như mình nhưng sau hôm ấy cũng bị đau bụng và đi ngoài. Trước đó thì chính nhà hàng này cũng vướng vào lùm xùm nhân viên đuổi khách ra về khi mà khách phản ánh cua có mùi khai, và hiện tại thì nhà hàng này đang phải tạm dừng hoạt động để có thể làm rõ mọi việc.